tụi nó chạy thấy rồi. Đó. Xuống đi, ngồi xuống đi, từ từ. Được bạn rồi. Dạc này nhỏ gì vậy ta? Rồi, hết rồi. Qua lẫm đi, qua lẫm đi. Một phát 18 lực nữa các bạn. Hồi nãy anh bắn hay quá các bạn ơi. Tới, tới nữa, thấy chưa? Đó, ngay giò mày đó. Dính dạt nghe các bạn. Dính dạt nghe các bạn, thấy quá. Ê các bạn, giặt máy các bạn ơi. Ê, to dữ ta. Bắn ở đâu trời. Như bắn hay không biết chúng đi đâu luôn các bạn ơi, bắn cái gục luôn, bắn B8 gục luôn các bạn ơi. Quá đã, quá đã, mới vừa mình mới vừa đi luôn các bạn, mình cách đi vô vườn dạt mình kích lầm thôi. Rồi tiếp tục các bạn, các bạn mình chắc chiều mình đi dạo vô vô cái vườn dạt chỗ vườn tràm các bạn. Bắn được giặc to hết hồn luôn, anh này anh bắn, anh chỉ mình bắn không có thấy luôn không tay là rồi anh để cho anh bắn luôn, anh bắn phát lụm luôn nè, thần rùa nhập luôn. Anh Hải hay quá. Ừ, thôi anh ơi, thôi con này hồi mình về có mồi rồi, bây giờ nhìn đi hai giặc cái chục con các bạn giác quá. Không phải đi sao không? Hồi nãy bắn con này nè, rớt xuống rồi. Cái game nó lại, nó đi từ từ ghế. Mình đi từ từ ghế, mình nó bắn được nữa. Chứ đi quá vậy. Thôi giờ mình ra cái vùng này các bạn. 21 mình kích tiếp.